Thế thì tôi nói qua uh, cái uh, cái cú pháp chung của arsenic chuẩn như là như thế này, chúng ta sẽ nắm được. Thế thì uh, cấu trúc cấu trúc cung chung của phép arsenic này, sau đó đến số hiệu arsenic, arsenic number tức là cái số hiệu của nó này. Thông thường số hiệu của arsenic chuẩn sẽ từ 1 đến 100, còn arsenic mở rộng lớn hơn 100. Uh, thứ hai là permit, một là cho phép, hai là từ chối. Thứ ba là nguồn của gói tin, thứ ba là tiếp theo cái phần tiếp theo là mắt săn mắt của gói tin. Tóm lại là Snit chuẩn nó sẽ lọc gói tin theo địa chỉ địa chỉ nguồn. ấy ví dụ như chúng ta đây. Ví dụ chúng ta hạ có hai cái mạng là 192.168.3.0, 192.168.4.0 có hai cái mạng này thì chúng ta cho phép câu câu lệnh Snit lên sau. Snit uh, 1 1 tức là lệnh tức là số hiệu của nó, permit là cho phép uh, cái 192.172.1600 à uh, với uh, uh, WiMax là 00 255 255 để ra ngoài. Như vậy là cái router này uh, tức là khi gói tin đến router này thì router đã cho, cho phép là cả hai tất cả cái mạng 172.16.0.0 ra ngoài. Như vậy là nó cho phép là cái mạng 172.16.4.0 rồi .3.0, vân tất cả các mạng gắn với router này cho phép ra ngoài. Đấy. Còn nếu mà chúng ta uh, cho phép mạng 172.168.4.0 với quay cả mask 00 0.25.25.0 uh, .25, 25 thì như vậy là cho chỉ cho phép cái mạng này ra ngoài thôi thì đây là cú pháp của Access chuẩn tức là nó sẽ lọc vào cái nguồn dựa theo nguồn IP ví dụ như cho phép uh, các cái máy tính ở trong cái mạng này ra khỏi qua khỏi cái router này à, Đây đây chuẩn à, tiếp theo tôi sẽ là trình bày cho chúng ta đó là Access mở rộng Access mở rộng thì nó dựa trên hai cơ chế thứ nhất là nguồn từ đâu đến anh từ đâu đến và anh muốn đến đâu à, thì cú pháp của nó như sau Access nằm mơ cái số hiệu ở đây chúng ta sẽ chạy từ 100 trăm một một là cho phép permit, cho phép, hai là deny like, từ chối, cấm. À con đây là gì? Brocon thì chúng ta thấy là đây là cái đây là bộ giao thức TCP Đấy, thì cái giao thức ở các hệ thống trong bốn tầng đây là tầng tầng network access, tầng truy cập mạng, thứ hai là tầng đây là tầng internet. Tầng internet thì có sẽ có giao thức là IP. Thế còn đây là tầng transport, tầng giao vận thì có hai bộ giao thức là TCP và UDP. Đấy, UDP. Thế trên nền TCP thì sẽ có các dịch vụ là HTTP, FTP Tennet FMTB và DNS Còn trên nền dịch vụ UDB là sẽ có dịch vụ TFTB, DHCP và SNMP à, SMT, M, MP. Tức là uh, tất cả các giao thức chạy trên nền TCP là giao thức chúng ta học trong một mạng máy tính là giao thức là hướng kết nối đúng không ạ? Tin cậy hướng kết nối tức là trước khi hai máy tính nó muốn muốn gửi gửi cho những gói tin cho nhau thì nó phải thiết lập đường truyền trước sau đó nó mới gửi và trong quá trình gửi nó có phản hồi về thì gọi quá trình tin cậy thế còn ông UDP là ông gì nhỉ ông cứ phát cứ phát đến đích thôi phát không quá trình không quá trình thiết lập đường truyền và không quá trình xác gửi biên nhận về cho nên gọi là gọi là, gọi là giao thức truyền uh, uh, tin không tin cậy tuy nhiên là cái UDP nó sẽ truyền nhanh ví dụ dùng cho các ứng dụng video hình ảnh vân vân ở uh, các ứng dụng broadcast tức là nó phát là một lúc được nhiều còn TCP phải chính xác đấy thì tất cả thế thì chúng ta thấy là cái bộ protocol ở đây ấy, thì có thể là TCP hoặc UDP ví dụ chúng ta muốn cấm dịch vụ web thì chúng ta nó phải là HTTP và nó phải là TCP chúng ta muốn cấm dịch vụ DSB thì nó phải là chạy trên nền UDP cái protocol này chính là UDP đấy và chúng ta muốn cấm dịch vụ uh, ví dụ FTP phải chúng ta cấm theo cái TCP còn muốn DNS thì chúng ta phải cấm theo cả hai cái hai cái hướng dịch vụ đấy còn chúng ta muốn cấm tất cả mọi dịch vụ thì chúng ta phải gì nhỉ cấm hoặc cho phép thì chúng ta phải cấm theo cả cả hai cái TCP và UDP thì chúng ta cấm theo gọi cái IP IP là có gồm cả TCP và UDP chúng ta rõ chưa thực tiếp theo là nguồn À, cái cái địa chỉ nguồn source address địa chỉ nguồn sau đó đến cái uh, operation bot sau đó đến cái địa chỉ đích và sau đó đến cái gọi là cái uh, cái over Orb bot là cái bộ bot laser cái số hiệu cổng như vậy là access list mở rộng chúng ta chú ý à, cái trình bày tôi trình bày dài nhưng mà nó chú ý có mấy điểm như sau thứ nhất là số hiệu này thứ hai cho phép và từ chối thứ ba là à, cái bộ yêu thức là chạy trên nền tcp hoặc ub hoặc là IP tiếp theo là cái nguồn à, cái mạng giải mạng nguồn bao nhiêu cái dạng mạng đích là bao nhiêu và chúng ta muốn truy cập dịch vụ gì ví dụ truy cập dịch vụ over, operator bot ví dụ như chúng ta muốn truy cập dịch vụ web server http thì ở đây nó là 80 mươi hoặc là bốn trăm ba còn uh, nó là 25 đấy thì đấy chúng ta tôi đã trình bày chúng ta về cái extension mở rộng và, cách sử dụng nó thế thì ở đây chúng ta sẽ có một số cái bot như sau bot mở rộng như sau chúng ta chú ý thấy ví dụ Person bot đây Overseasbot chính là các số hiệu cổng ví dụ như là 21 là FTP, là FTP, uh, 23 Telnet, 25 SMTP, 80 HTTP, 110 và 43, uh, 443 là HTTPS. Uh, chúng ta muốn chat, uh, relay chat thì là 194. Chúng ta uh, Messenger là của Microsoft là 1863, vân uh, vân. Đấy, chúng ta muốn chặn các cổng thì cái over 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 bot chính là các số hiệu các cổng. Ví dụ chúng ta muốn chặn cổng uh, cho cho web HTTP thì chúng ta chặn cổng 80 bốn Chúng uh, muốn chặn truyền uh, tệp thì chúng ta chặn cổng 21. Vậy chúng ta tôi đã trình bày cho chúng ta ở đây nói về cái bot mươi port number gì? Port number mỗi cái ứng dụng mạng trên trên hệ thống mạng của chúng ta nó, nó tương đứng một cái gọi là cái số hiệu cổng. Ví dụ như một cái uh, dở, cái giao thức HTTP thì nó tương với cái số hiệu cổng 80 và 443. HTTPS là 443, còn giao thức SMTP uh, truyền mail, email thì nó tương ứng cổng cổng port number là 25. Thế thì chúng ta ví dụ một cái sẽ mở rộng cho nó đơn giản. Thế thì uh, chúng ta như sau ví dụ asset net uh, 100 103 permit TCP Uh, 192.168.0.4, uh, quay cả 000, uh, đích là 64.144.104.3, equal, equal là cái operator là cái uh, operator tức là lớn hoặc bằng equation ấy, bằng uh, 443, tức là ở đây là chúng ta sẽ gì nhỉ Chúng ta ở theo cái cái theo cái câu lệnh này nghĩa là chúng ta cho phép cho phép cái máy nguồn là 192.168.0.4 đúng không? ạ Truy cập cái máy đích là 64.104, 144.103, 144 3 với cái gì nhỉ? Với cái dịch vụ là uh, 443 HTTPS chính là cho phép cái máy 192.168.0.4 truy cập Google với cái dịch vụ là HTTPS. Đấy. Còn bởi vì là cái cái dịch vụ là HTTPS nó chạy trên nền TCP cho nên là chúng ta có cái dịch vụ này. Thế tôi đã trình bày cho chúng ta cái asset mở rộng như vậy tóm lại asset mở rộng mở rộng nó gồm cái gì? Nó gồm cái nguồn. Nguồn là nguồn là các máy nào, nguồn có tin là ai? Và đích là đâu? Ví dụ nguồn ở đây, nguồn là 192.168.04, đích là gì nhỉ? Đích là Google. Và dịch vụ ở đây chúng ta là dịch vụ web à HTTPs đúng ạ? ví dụ với với cái với, với cái sơ đồ này chúng ta có các access list như thế này. Ví dụ access list 103 cho phép TCP 192.168.10.0 và truy cập Eli port 80 tức là nó cho phép tất cả mọi cái máy tính À, trong giải mạng 192 168.10.0 chấp tất cả các mọi máy tính trong mạng này này truy cập là Eli đích là gì nhỉ nguồn ở đây còn đích là Eli Eli nghĩa là tất cả mọi cái bên ngoài tất cả dạng tức là nó cho phép cái mạng uh, mạng này nó truy cập tất cả các cái uh, các cái web server bên ngoài internet với dịch vụ là 80 à, thì từ cái máy 192 168.10.0 bởi đây nguồn mà à, đây là nguồn này đích này đích là gì nhỉ đích Eli Eli nghĩa là mọi mọi tất cả cho phép truy cập mọi ra bên ngoài với cái cổng là cổng 80 tức là HTB Đấy. Còn cái xanh số 2 là cho phép 10 gì nhỉ Ờ à, Mới cũng tương tự như thế như HTTPS Tức là cho phép tất cả mọi máy tính trong mạng này truy cập ra bên ngoài Internet Với mọi mọi server ngoài Internet Với cổng là cổng 43 Đấy. Nếu mà chúng ta không cho phép cổng ba thì có một số cái trang web Nó dùng giao thức HTTPS thì nó không truy cập được Đấy.